Quý vị vừa nghe cái bản độc tấu guitar thể hiện bởi cặp củ kèn Thành Phạm Tết. Mời quý vị và các bạn nghe trải nghiệm. Đây là cặp củ kèn 291-16A. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại video của Thành Phạm. Hôm nay Thành Phạm lại test một vài bản nhạc trên cặp củ kèn Antec A5. Mời quý vị và các bạn nghe trải nghiệm cặp củ kèn 291-16A. Thành Phạm đang có hai cặp. Đây là một cặp Thành Phạm đã bóc ra để test mời quý vị, và một cặp đằng sau kia là Thành Phạm đang bọc lại đó để lưu giữ đó. Về hình thức thì đây, như quý vị đang nhìn đây đó, hình thức thì còn khá là đẹp đó. 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 291. Hôm nay test một vài bản nhạc trên cặp 291-16A, mời quý vị các bạn trải nghiệm. Cặp này thì như quý vị đã biết thì hãng khuyến cáo cắt nắp cho tất cả các kèn A5, ví dụ như là kèn 8 lỗ hoặc 10 lỗ, hoặc là những kèn đúc như kèn 311-60 hoặc 311-90, cắt 500 hẹt đến 16.000. Quý vị nào quan tâm, Thành Phạm sẽ để đường link thông số về cặp củ, chi tiết về cặp củ này ở phía dưới. Thì quý vị vào đường link để xem chi tiết cho nó khách quan. Nhiều quý vị và các bạn chưa biết ý, thì Thành Phạm vẫn cứ phải nhắc lại là đây là cặp củ dành cho A5. Thì nó có ba cái ốc vít này nè. Ốc vít này là ốc vít phi 14 đấy. Rất to. Đây là để bắt cái đường cửa của cái họng ấy là ba lỗ ba ốc. Còn nếu như của A7 thì chỉ có hai ốc thôi. Đây là của A5, lắp cho những kèn rất lớn, công suất lớn. Đó. 291-16A. Thành Phạm có hai cặp quý vị nhé. Rồi, ok, bây giờ này mời quý vị và các bạn trải nghiệm tiếp một bản nhạc do nam ca sĩ có giọng ca rất trầm ấm, ca sĩ Minh Đức thể hiện cái bản Hà Nội ngày tháng cũ. Trang thơ in trên mặt hồ Hà Nội ngày tháng cũ, có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội ngày tháng cũ, có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều, tiếng guốc lưa thưa lao sao khua trên vỉa hè, mùa thu nghe gió heo may. Hà Nội người có nhớ tháp bút chờ vơ liễu xanh vật vừa. Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền quang. Hà Nội người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò
áo trắng trưng vương Tây Sơn. Em tan trường về đường qua nẻo phố hẹn hò. Ai ra đi mà không nhớ về, chẳng thì ngày ấy ta bên nhau. Ai ra đi mà không nhớ về, hồ Gươm mùa bóng gươm xưa. Nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố bên em. Đội mưa mà đi, mà đi. Hà Nội, ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội, ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà Nội còn sống mãi, chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè giờ đây xa vắng bấy. Ai ra đi mà không nhớ về, chẳng thì ngày ấy ta bên nhau. Ai ra đi mà không nhớ về, hồ Gươm mùa bóng gươm xưa. Nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố bên em cùng. Đội mưa mà đi, đội mưa mà đi, mà đi. Hà Nội, ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội, ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà Nội còn sống mãi, chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè giờ đây xa vắng mây chiều. Giờ đây xa vắng mây chiều. Hà Nội ngày tháng cũ do ca sĩ Giọng Lam Trầm Minh Đức thể hiện. Như mà nãy Thành Phạm đã nói, như quý vị cũng đã biết, thì Thành Phạm cũng sẽ tóm tắt nhanh để cho quý vị nào mà còn đang nghiên cứu về cặp này, thì cặp này nó có cắt tần từ 500 Hz cho hệ thống A5 này,
cắt tần từ 500 Hz đến 16.000 Hz. Diaphragm của nó là diaphragm viền phíp, lát nữa thành phẩm sẽ tháo ra mời quý vị trải nghiệm. Viền phíp cho giọng rất trầm ấm và rất giọng rất vintage. Đó. Từ lực của cái củ này, đây là nam châm Alico, có từ lực là 16.000 gâu. Đó. Và cái trọng lượng của cặp củ kèn này là 18 kg, khô như thế này là 18 kg. Đấy, một hai cặp củ này, hai chiếc củ này có trọng lượng là 18 kg, rất nặng đấy quý vị ạ. Đó. Thì lắp cho các kèn của hệ thống A5 của Antech. Đó. Thì, đây này, đây thỉnh thoảng có những cặp củ cho A7 thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Đó, quý vị nhìn thấy chưa? Đây là củ 802. Đó. Thì A7 thì thường thường là người ta sẽ dùng đá là hai chấu này thôi. Đó, quý vị nhìn thấy đứa ốc chỉ bắt có hai cái ốc thôi. Đấy là cặp củ cho A7. Và quay trở lại với cặp 291-16A. Quý vị nào quan tâm Thành Phạm sẽ alo trực tiếp với Thành Phạm, thì Thành Phạm sẽ gửi cho ảnh qua Zalo cho quý vị trải nghiệm, quý vị tham khảo. Và đường link Thành Phạm sẽ để cái đường link giới thiệu cặp củ này ở phía dưới, thì quý vị xem chi tiết thông số cho nó chính xác. Đó, đây là một cặp củ rất hay, rất vintage, rất cổ. Đó. Test như này là chỉ có test để kiểm tra chất âm thôi, để kiểm tra giọng nó hát thôi. Còn khi nghe thì phải nghe qua kèn nha quý vị nha, nghe qua kèn nó khuếch đại tiếng to lên gấp đôi. Nghe như này sẽ rất là hại về công suất, đưa volume phải lên rất lớn. Nếu ví dụ như là với cái công suất vừa xong chúng ta nghe đấy, thì nếu lắp kèn vào thì phải vặn đi nhỏ đi mất một nửa. Đây. 291-16A. Đó. Thì bạn quan có hai cặp nhá. Hai cặp này thì nó ở cái mức độ là độ đẹp, thì nó ở cái mức độ là trung bình khá. Tức là nếu mà đẹp xuất sắc thì không phải đẹp xuất sắc. Còn nếu nó là dạng đẹp thôi. Đấy, đẹp xuất sắc thì nó có cái giá cao hơn hẳn. Nhưng mà ở cái dạng vừa như tầm như thế này, Thành Phạm đang bán là 46 triệu đồng một cặp. Đấy, quý vị là quan tâm thì alo Thành Phạm nhé. Đó, giá 46 triệu quý vị ạ. Còn nếu đẹp xuất sắc nữa thì nó phải tầm 50 triệu trên 50 triệu. Đấy, sơn si và hình thức sơn bên ngoài quý vị nhìn này. Đó. Rồi, ok, không phải để quý vị đợi lâu, Thành Phạm sẽ mở cái ruột ra để mời quý vị trải nghiệm cái em xem tham khảo cái diaphragm của nó. Diaphragm là linh hồn của cặp củ đấy. Hai cặp này diaphragm nó đều la lá như nhau quý vị nhé. Đấy, nặng đi. Cái này. Đó, hấp nâng này. Đó. Đế dày viền phíp. Màng chắn này người ta gọi gói tên của hãng là Symbiotic. Đó. Quý vị cứ xem nha. Đó, mốc xì. Đấy. Anh Phạm chỉ vệ sinh quận dây và bảo dưỡng quận dây, lấn chỉnh côn,
và dưỡng lại cuộn dây cho nó bền hơn, dưỡng lại cho nó một cái lớp sân cách điện cho nó bền hơn, cách điện tốt hơn nữa. Đó. Còn phần trên thì phạm để nguyên. Đó. Chữ 1 á, chữ 2 này. Đó. Diaphragm này cũng không có một lốt nào đâu. Không có lốt tu vít hay là ốc nào đâu. Đế dày là một bên fib hay còn gọi là màng symbiotic. Cũng như cặp củ này thì cặp củ 288C hoặc D hoặc G thì nó là màng alumin liền xéo. 291 thì nó là màng symbiotic. Chất màng này thì quý vị đã biết đấy, màng này nghe thì rất chi là gai góc khề khà. Đấy, bản chất cái màng này nó vậy, nghe rất gai góc khề khà. Hãng nó chỉ có hai loại màng thôi nhá. Trong các đời cũ của hãng, ví dụ như là 1 inch hoặc là 1,4 inch này thì nó chỉ có hai loại màng, một màng loại màng là symbiotic này và màng aluminum thôi, chứ không có nhiều loại màng đâu, chỉ có hai loại rộng thôi. Đó, đây là cặp thứ hai này, cặp thứ hai đây. Đó. Vâng, ok, hôm nay Thành Phạm làm video test và giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp củ, hai cặp củ 29116A zin đẹp, chất âm rất hay, rất cá tính. Mời quý vị và các bạn và mời quý vị và các bạn trải nghiệm và tham khảo. Quý vị nào có nhu cầu lấy đồ gì A5 hay A7 gì hay kèn hay củ gì thì cứ alo trực tiếp cho Thành Phạm nhé. Ok, video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video test lần sau.